Hi chào nha, mình là đây. Hiện tại là mình đang trong tựa game Master Pirate nha các bạn. Rồi thì clip này mình sẽ tiếp tục review cho bạn những cái trái quỷ mới nha các bạn. Đấy, đủ bắt trong shop. Shop có những dịch vụ như là random mặt kinh lên si nè, random mặt food, kèm theo những dịch vụ đó chính là robot chính hãng, robot trăm giờ, game pass cày thuê cho tất cả các bạn ha. Nhớ một hộp sớm nhé, cảm ơn các bạn nhiều. Thì mình nghĩ chắc clip sau là mình sẽ hướng dẫn các bạn sao hả bạn, tại clip này là hướng dẫn động review trái quỷ mới chứ đi ha. Đây thì lần này là sau khi mình may mắn các bạn, mình đã random được một cái trái mà gọi là như là thuộc thuộc dạng là trái quỷ mới mà đứng top game nha các bạn. Top ở đây là top phẩm chất các bạn ơi. Đấy các bạn coi nha, trừ nha các bạn, mình cứ trừ những cái trái mà collectible dưới đi ha. Đây các bạn thấy nha, trừ những trái collectible đi ha, là những trái này khó lấy lắm. Còn những trái mà các bạn có thể random ra được các bạn, đây như là Phoenix này đúng không, với lại Freezen đó, thấy không? Cái Freezen các bạn là cái trái hồi nãy mình đang cầm, nó cũng thuộc dạng là godlike luôn nha các bạn, rất là xịn luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ review cho bạn một trái quỷ mới mà gọi là phẩm chất godlike, gọi là kinh khủng khiếp lắm nha các bạn, đúng không? Để coi trái này mạnh như thế nào nha các bạn. Đây thì cái trái này hình dáng là một cái hộp quà thôi nha các bạn, bạn thấy nha, một cái hộp quà nha, và ở dưới đây là có cầu vòng đó các bạn. Đó rồi bây giờ mình sẽ nhồng vô nha, nhồng vô và cho bạn xem. Ông nhồng rồi bây giờ là mình sẽ review cho bạn trái. Ủa cái trái này là sẽ cầm trên tay đó bạn, cầm trên tay hộp quà đi luôn nè. Rồi có bánh thường không, có bánh thường luôn đó bạn. Ui có bánh thường là đặt mấy hộp ra đó bạn, hay vậy. Wow, đúng là phẩm chất godlike khác thực sự các bạn, đúng không? Đúng không? Đúng là godlike có khác thiệt. Đó, ra một cái trái quỷ mới mà thuộc dạng godlike là phải dạng như khủng khiếp lắm bạn, giống như Binh King các bạn. Binh King là Ragate với trái toy đúng không? Legend đúng không? Đó thì bên này cũng dạng vậy nhỉ bạn. Mình nghĩ trái này sẽ là meta đấy, hoặc là mạnh đấy đúng không bạn? Rồi. Tiếp theo, trước khi mình review cho bạn mấy trái quỷ á thì sẵn mình nói với các bạn luôn là cái hệ thống gacha mới nha bạn. Đây nè, cái hệ thống mà random trái quỷ rất là đẹp luôn ha. Và các bạn xem nè. Đây bạn ví dụ nha. Đây. Mình có thể random bằng tiền hoặc là bằng ruby nha bạn. Ủa hồi xưa có random bằng tiền mà hình như là bây giờ không có random bằng tiền nữa nha bạn, thấy không nè. Bây giờ chỉ random bằng ruby thôi. Rồi bạn nhìn nè, hồi xưa là gacha là mấy cái chạy qua đúng không? Còn bây giờ bạn nhìn nè. Đây. Đó bạn thấy hệ thống gacha mới đẹp không? Ủa mình thấy một cái màu tím đó bạn. Một cái màu tím như một cái xanh lá, đó thấy không? Hệ thống gacha rất là đẹp luôn ha. Rồi. Và hỏi nó bạn. Big up the khạc đáp vô thiên là các bạn chọn một cái thẻ bài ấy mà các bạn tin là best nhất các bạn, là tốt nhất nha các bạn. Đó là xịn nhất ấy. Mình nghĩ là cái này màu tím các bạn, mình chọn bên này đi ha. Rồi tiếp tục nè. Trái sói nha các bạn. Đó. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ nhận một đống trái liền luôn nha các bạn, thấy không? Thấy không bạn? Bây giờ gacha khá là nhanh luôn hả các bạn? Gacha gọi cực kỳ nhanh luôn. Thì bây giờ là các bạn có thể gacha bằng ruby nha các bạn. Đó thấy không? Ruby khá là ngon ha. Và hệ thống gacha rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì các bạn có gacha nhiều đó thì may mắn ra màu đỏ hay là màu cầu vòng gì các bạn, thì sẽ ra được cái từ cái màu đỏ không? Thôi có màu vàng đó bạn. Màu vàng như legend đó bạn. Đây mình sẽ chọn màu vàng trước ha. Đây. Ủa cái bích lá này không được ha? What? Ủa từ. Ủa cái lá gốc này bích không được đâu bạn. What game? Từ hơi bị lỗi lá nha bạn. Mấy cái này chỉ vô đường này nhưng mà cái lá này không có chỉ được nha bạn. Cái lá màu vàng nằm góc rồi. Rồi thôi. Bỏ qua nha bạn. Rồi. Rồi không? Random bây giờ rất là nhanh hả bạn? Rất là hay ha. Đâu, cái lá màu vàng rồi. Không có chọn lá màu vàng được bạn ơi. Sao kỳ vậy? Lại lần nữa nha, cày đi. Lần nữa nha bạn. Đã một lần là có 10 ruby thôi. Nên các bạn có thể cày ruby hả bạn, và các bạn đi random ha. Đấy, từ game này mình thấy khá là hay luôn ấy. Đâu màu vàng không? Ô màu tím đó bạn, có này màu tím mà. Đấy, rồi, mấy trái còn lại là hên xui nha bạn. Mấy trái còn lại hên xui như là chỉ cho bích đầu cái trái mà cảm giác các bạn là thấy là xịn nhất các bạn, kiểu vậy đấy. Thì hồi nãy mình cũng may mắn mình random được cái trái này nha bạn. Mình random khá là nhiều các bạn, không có dễ đâu ha. Khá là nhiều luôn. Rồi bây giờ lần nữa cho bạn xem nha bạn. Đấy, lần nữa cho bạn xem luôn. Từ game này mình thấy khá là hay nên mình muốn review cho bạn xem á, thì các bạn có thể vô ủng hộ từ game này hả bạn. Từ game này tên là Master Pirate đó. Đó, trước đó mình đã review cho bạn rồi đúng không? Thì bây giờ tiếp tục mình quay trở lại, tại vì lần này từ game này mới update lâu quá các bạn ơi. Update quá lâu mà. Đâu có nào màu vàng không? Hình như nãy giờ mình thấy màu trắng không các bạn ơi. Đúng không? Đúng rồi. Toàn trắng à. Cay quá vậy, hồi nãy mới ra màu vàng mà không bấm được. Cay lại lần nữa. Cay rồi các bạn ơi. Mình này màu gì? Rồi màu trắng luôn. Vậy có xanh lá à. Trời ơi, nghiện rồi bạn ơi, toàn rồi. Kiểu này là nghiện gacha đó bạn ơi, nghiện chơi bài rồi, vậy là không ổn rồi, nghiện là dở rồi. Đúng không bạn? Nghiện là dở rồi. Màu gì? Rồi màu xanh lá nữa, hồi nãy màu vàng. Hồi nãy là ra mấy trái legend đó bạn. Đấy, nên bạn thấy là mình xài mấy trái legend dễ là dễ bạn đó. Các bạn vô đây gacha khá là ngon ha. Rồi, bây giờ sẽ review cho bạn cái trái quỷ resen này nha bạn. Đó, resen nha. Trái quỷ hộp quà để xem như thế nào ha. Rồi đầu tiên là khi mà các bạn cầm lên á, các bạn sẽ cầm trên tay vậy đó bạn. Rất là đẹp ha. Đó, rất là hay luôn, rất là sáng tạo.
Nhưng mà hình như là mình góp ý là tựa game này sáng các bạn. Hơi sáng các bạn đúng không các bạn, với lại hơi bị sương mù hơi nhiều ấy. Đấy, mình không biết trong setting có tắt được hay không nữa các bạn. Mình thấy trong setting không có phần tắt lắm. Phải không đấy, sương mù hơi nhiều nên nhìn chói quá, nhìn hơi sáng chói quá. Rồi ha, tiếp tục nha, các bạn có thể đánh thường. Đó, hay chưa? Đánh thường bằng cách là các bạn quăng hộp quà ra. Nhưng mà chỉ quăng trước mặt các bạn thôi nha các bạn, các bạn đấy nè. Chỉ quăng trước mặt các bạn thôi đấy. Nên không có quăng ra cái hướng các bạn chỉ được, nên mình sẽ bật ship lock lên. Ship lock lên là sẽ chưởng ngay cái mặt mình đấy các bạn. Thấy không? Đấy, thấy chưa? Các bạn sẽ chưởng ngay mặt mình. Đấy là vậy. Rồi, tiếp theo nha, bây giờ tới chiêu Z nha các bạn, chiêu Z nè. Reset Explosion. Hộp quà nổ mà. Siêu sai giá. Đâu? Quăng ra một cái hộp quà và nổ nha các bạn. Đâu để có hộp quà như thế nào đây? Mà thử coi. Quăng hộp quà và nổ vậy đó bạn. Rồi tới chiêu biết nha bạn. Star Shiny. Star Shine. Đâu là gì đây? Gì vậy? What? Gì vậy? What? Là sao cái hộp? Hồi máu hả? Hồi máu hay là cái đam ta? Lát hồi mình sẽ test cho quái biết được nha bạn đúng không bạn? Từ chiêu này mình chưa thấy gì hết. Rồi chiêu C. Chiêu C là đập xuống một phát nha bạn. Blasting Healing. Hồi máu à. Chiêu này như hồi máu đó bạn. Ôi chiêu này hồi máu thì sẽ ngon lắm luôn ha. Rồi tiếp tục chiêu B. Stun ta bli hép. Chiêu hồi á. Chiêu hồi stun. What? Chơi đã vậy. Ôi đã lắm nha bạn. Trời đúng là godlike nha bạn. Bạn nhìn nè. Chiêu hồi ông già đưa em ra bự khổng lồ đánh giùm luôn đó bạn nhìn nè. Đó. What? Chiêu hồi ông già đưa em ra đánh giùm nha bạn. Khá là ngon ha. Rồi chiêu F. Chiêu F để được bay được không nha bạn. Chiêu F nha. Này nè bạn, chiêu F bay được nè. Chứ bay còn đỉnh hơn cả Pika nha bạn, là dạng bay giống như Phoenix đó bạn. Là các bạn bay và các bạn có thể dừng được nè bạn, thấy không nè. Đấy các bạn sẽ chịu hồi ra một cái tấm dáng các bạn và các bạn trượt thôi. Ui ngon nhé. Bay lên trên không? Không bay lên trên được nha bạn, chỉ bay tầm dưới đất vậy thôi nha. Không ngứa lên trời cũng không bay lên trời được nha bạn. Đấy. Không có nhảy được luôn. Đấy, chỉ tầm bay ngang vậy thôi nha bạn. Đó. Rồi. Vậy là cũng khá là ngon ha. Rồi bây giờ sẽ test đam vô mấy cây cột cho bạn xem thử nha, đam như thế nào nha. Chịu Z nè. Chuyết nổ à, ôi đốt luôn các bạn. Ôi. Ui vãi, từ từ thôi thôi mình quăng ở bên này đi nha các bạn. Tại quăng kia chúng mới sao quăng ao e to vậy? Ao e to thế thì sao test được, phải có một cây á thì dễ test hơn các bạn. Quăng ở bên này thì lại trúng hai luôn nữa các bạn thấy không? Ôi. Từ từ. Đam khó quá nha. Đây. Đam ăn một nè. Ồ vẫn yếm hai. Thôi vậy thôi mình nhìn ở đây nha các bạn, mình nhìn kỹ nha các bạn, nhìn kỹ là tổng bao nhiêu đam nha các bạn. Tầm 2077 nha các bạn, đó 2 277 xong đốt lần 42 luôn. Đó khá là ngon ha. Rồi tiếp tục chiêu nè. Star Shiny. Đâu làm gì đây? Chiêu hồi ra một ngôi sao, xong rồi ngôi sao này sẽ auto target vô mấy con quái xung quanh nha các bạn, đó thấy không? Auto target luôn là bắn các bạn. Đó. Rồi, bây giờ tới chiêu C nha các bạn. Blasting Healing Mod là mình nghĩ là sẽ hồi máu rồi, bây giờ mình sẽ xuống cho mất máu ha. Ủa? Sao mình bơi được vậy? Ủa sao mình lại bơi được? Ủa ăn trái này bơi được hả ta? Rõ ràng là lúc mình ăn trái Pika vô các bạn là mình xuống nước mình toang. Xuống nước mình toang. Đúng không? Sao giờ mình bơi được vậy? What? Áo vậy rồi, lát hồi mình để quái quánh đi hả bạn, rồi mình test xong ha. Rồi tiếp tục nè, chiêu cuối cùng nha bạn. Kỳ chiêu hồi ông già Noel ra nha bạn. Đó. Santa ra quánh phủ nè, Santa. Ồ đạp lưng ngàn hai. Ồ một chú hai, chú hai. Ngon. Rồi. Bây giờ là mình sẽ qua cái đảo nào mà quái xịn chút nha bạn. Quái châu ha, mình sẽ qua cái đảo mới. Đó, cho quái châu mình test thử cho bạn xem nha bạn. Đấy. Rồi, chịu hồi Santa nó quánh phụ luôn, xịn. Được nha. Hay á. Rồi. Giờ bay ra bạn. Bay thẳng ở bên này. Nói chung là cái tốc độ thì mình thấy tốc độ cũng tạm được nha bạn nha. Pika thì chắc chắn thì nhanh nhất, nhưng mà Pika chỉ bay được một đường thẳng thôi. Thế là vậy, Pika không có bay được mấy cái đường xa các bạn đấy, nên từ bật tiếng đi hả bạn, quên nãy giờ không bật tiếng cho bạn nghe, quên đấy, để bật tiếng coi thử nha bạn. Rồi đâu bật tiếng coi thử nha. C. Rồi chiều để coi Santa hép ra quánh sao đây. Hôi ao e xa lắm nha bạn, chúng một con quái luôn á. Chúng quái này ao e to ghê luôn bạn ơi, ao e rộng cực kỳ rộng luôn ấy. Đó, chiêu nào cũng ao e rộng hết đó bạn. Rồi, cho quánh máu nha bạn, cho quánh máu đi. Rồi, mình thử chiêu C hồi máu thử nha. Rồi, C.
Ủa? Ủa có hồi không? Là sao ta? À. À. Ủa từ. Từ từ nha bạn, từ nha. À, à không phải bạn ơi. Vậy là có hai dạng lận, một dạng là đam, phải không nè? Blasting xẹt hoặc là healing các bạn, là có hai cái mod các bạn. Một là mod tấn công, hai là mod hồi máu nha các bạn. Ồ. Oh, hay vậy? Thì ra vãi hay vậy? Đúng rồi bạn ơi. Vậy là hồi nãy mình nè, cái dạng này mới là hồi máu này đúng không? Cái này là cái mod hồi máu nè. Là mình nghĩ mấy cái chiêu còn lại lắm như là hồi máu hay sao bạn, đúng không? Còn cái chiêu C nè đam đó bạn. Rồi bây giờ thử quánh nha. Quánh nè, quánh đi. Ủa mình chữa một lần 195k luôn nha bạn, đam to phết đó chứ đúng không? Thấy không nè? Để quánh còn xíu máu đi ha. Rồi xài mấy chiêu khác biết liền à. Ồ, vậy là có hai mod luôn nha bạn. Một mod hồi máu với một mod đam luôn, hai dạng đánh luôn. Rồi chiêu rồi. Có thấy chiêu không? Đấy, chiêu là tầm 2984 đúng không bạn? 2984 nha. Rồi. Ít bắn vô. Rồi 2154. Rồi tới chiêu V. Santa Bli. Bùm. Bùm. Bựa nha bạn, bựa nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua trạng thái mà hồi máu hả bạn? Healing ha. Healing nè, thử nè. Rồi thử xem nha. Chiêu có hồi máu hay không nha bạn. À chiêu này. Như chiêu nãy mới lên máu xíu đúng không? Đó không đó, đó chiêu hút máu rồi em. U. Lộn rồi, để đổi dạng rồi, đổi dạng rồi. Đúng không bạn, không hút máu nè. U vậy là chỉ qua dạng C là các bạn quánh sẽ được hút máu nha bạn. Ngon nha. Còn cái dạng blasting á là chiêu các bạn sẽ đốt. Rồi ok, mình hiểu rồi nha bạn. Vậy là hai dạng. Cái dạng đầu tiên á, khi mà các bạn chuyển qua cái dạng blasting đúng không, là các bạn quánh là sẽ đốt máu nè bạn nè. Tất cả chiêu các bạn sẽ đốt máu vậy luôn, phải không? Đấy, chiêu ít cũng đốt máu nè. Đó, ủa nhiều chiêu không đốt máu, nhưng chiêu B như đốt máu hay sao bạn? Đúng rồi bạn nè, chiêu B đốt máu nè. Đó thấy chưa? Bạn thấy rõ ha. Rồi bây giờ khi mà mình chuyển qua cái dạng mà hồi máu ấy, là tất cả chiêu mình sẽ hồi máu, sẽ không có đốt máu luôn nha bạn. Ồ, ngon nha bạn. Tại vì cái trái này toàn đánh AoE không à. AoE khá là ngon luôn. Đó, là vậy. AoE cực kỳ ngon nha. Rồi bây giờ mình xài chiêu hút máu cho bạn xem hồi máu nè. Đó, xài phát hồi một hút máu lên liền nha bạn. Đó. Thấy không? Nè, giờ Santa đập cái đội đầy máu luôn bạn. Bụp. Bụp. Đó, ui. Ngon phết cho bạn đúng không bạn? Ui, vừa hồi máu vừa đốt máu nè bạn. Có hai dạng luôn ha, và các bạn có thể đánh thường được nữa. Đấy. Wow. Trời ơi, chị cái trái này được nha bạn, mà đánh giá cao trái này á, khá là ngon nha bạn. Xịn á. Rồi. Và đó là những gì mà mình muốn review cho bạn xem ở trong bản update lần này của Master Battery tiếp tục nha bạn. Thì có đợt sau á, mình sẽ review tiếp tục giác quỷ cho bạn nè, hoặc là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách triệu hồi boss Santa ra để các bạn hoàn thành cái UGC nha bạn rồi ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau mình nha. Còn giờ thì bye bye. Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cùng bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.